xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị một cái chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa 7 số đời 97 luôn nha các bạn. Đó, chiếc xe còn khá là liền lạc, sạch đẹp. Em nó có cái màu nho. Lý do tại sao mình tháo bẩn ra các bạn, để cho các bạn các anh chị coi được cho nó đẹp quá các bạn. Chứ thật ra là xe còn bẩn nha, có bẩn đầy đủ. Đó, tháo bẩn ra để các bạn các anh chị xem. Xe nó cũng còn khá là liền lạc, sạch đẹp. Thì các bạn các anh chị tới xem thì các bạn các anh chị coi đồ ra nó kỹ lưỡng hơn một lần nữa nha. Để em chỉ mở ra để em quay cho các bạn các anh chị xem vậy. Lốp bạc còn riêng luôn, bấm điện còn nguyên luôn. Sơn riêng, tem riêng. Nói chung là cái xe nó còn khá là liền lạc, sạch sẽ. Em này mang biển số là 51U5 2581 và mốt với một chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa 7 số còn khá là đẹp vậy nè các bạn. Bấm điện còn không có một mọt bất cứ chỗ nào hết, lắp cũng còn luôn nè. Cây bô 1985 nè các bạn. Đó, nói chung là cái xe thì các bạn các anh chị nếu mà các cô chú anh chị mà đứng tuổi á thì đi những cái chiếc xe Dream này nè, rất là phù hợp. Máy móc nó rất là ngon. Trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Là xe là chính chủ, bao phí giấy sang tên toàn quốc, bao thử, bao test, bao kiểm tra các kiểu nha các bạn. Và với chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa 7 số này thì mình mong muốn bán với giá là 34 triệu cho các bạn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.